viện dưỡng lão, mà còn là viện trưởng nữa. Nghe là biết đứng đâu trong cái đám bất hiếu bò cha bò mẹ rồi. Mẹ, con làm trong viện dưỡng lão không chỉ là công việc kinh doanh của con, mà con đang làm việc tốt mà mẹ. Con đem lại nơi ở, nơi sinh hoạt cho những cụ già neo đơn. Mà tại sao mẹ cứ nói đó là việc xấu xa? Những cái gì ở nhà mẹ nói con sẵn sàng nghe, còn công việc của con trong viện dưỡng lão con xin lỗi mẹ con không nghe. Vô phép, con tổng cô tôi vô cái viện dưỡng lão nữa càng sớm càng tốt, cho nên cô ra sức bảo vệ nó. Mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi, mẹ ngồi xuống. Mẹ ơi, vợ con không có ý đó đâu. Còn em nữa, xin lỗi mẹ đi. Con xin lỗi mẹ vì đã lớn tiếng, nhưng hôm nay con phải nói một lần cho mẹ hiểu. Bắn nó, bắn nó. Bắn nó, bắn nó nữa. Nè, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Lên bắn. Đúng rồi, đúng rồi. Hay rồi, cứu tao luôn, cứu tao. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Trời ơi, tao bầu một vòng vậy. Cứu tao. Rồi xong, chết cái hai luôn. Vô, dứt. Chưa có món này, chưa thể ngủ được. Em thật là hiểu anh ấy. Đàn ông đôi khi gắn bó mãi với một thứ gì đó chỉ vì thói quen khó bỏ, giống như loại trà giúp ngủ ngon mỗi tối này nè. Mảnh tương phơn phớt gió đàn, hương gây mùi nhớ, trà khan giọng tình. Mẹ ơi, viện dưỡng lão nó rất là tốt cho những người già. Không khí rất là trong lành, rồi những người già gặp nhau để bầu bạn, để nói chuyện với nhau. Tại sao mẹ cứ nghĩ nơi đó là nơi xấu? Tôi nghĩ rõ rồi, tôi thông rồi. Nơi đó đó rất là đáng sống. Đáng sống cho những kẻ hức hùi mẹ cha, tiền nghi cho những người tan đạt xệ nghệ, không khí trong lành cho những kẻ vô toan. Cô nói lý lẽ hay lắm, nhưng nỡ là đạo lý của những đứa con bất hiếu. Mẹ ơi, mẹ nghe con phân tích nè. Tôi đủ rồi. Tôi chịu khó mười mấy năm đi, cho đến ngày hôm nay tôi mới nhận lấy hậu quả. Là thằng con trai của tôi nè, nó nghe lời vợ hắn, tống cổ tôi vô cái viện dưỡng lão mà vợ hắn mới lập ra đó. Mọi người im anh đi. Im cái gì mà im? Hôm nay phải nói rò rạch ròi ra. Mẹ ơi, mẹ đừng có mất kiểm soát. Vợ chồng con không bao giờ có ý đó đâu. Không giờ khuya rồi, con đưa mẹ lên phòng nghỉ ngơi nha. Tôi tự đi một mình được. Thôi mà mẹ. Anh chỉ có một người mẹ, mong em hiểu. Nhóm chơi hột, đứa nào cũng tâm sự ngổn ngang. Bước vào tuổi trung niên như bước vào cuộc lột xác trưởng thành lần thứ hai. Bữa nào anh rủ nhóm chơi hột qua nhà mình chơi đi, đâu còn phải đợi đến họp lớp rồi mới gặp nhau đâu. Bọn anh bây giờ cũng chỉ mong khi chén rượu, khi cuộc cờ, khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên, bạn bè là duyên may mà anh.
nghĩ điều trời thẳm vực sâu. Bóng chim tăm cá biết đâu mà tìm. Lúc ông vô tù á, tụi tôi ở ngoài này không có liên lạc được với con Liên, cũng biết nó đi đâu nữa. Tôi còn chán tôi, huống chi là người ta. Bỏ đi là đúng. Liên, có những lúc em là lý do duy nhất để anh tồn tại.